thì từ đó lớp 12 đã thấy những cái post đếm ngược, xác định được là mình đạt mức điểm nào, mình có mục tiêu cho từng bài thi của mình, xác định được giới hạn của bản thân mình ở đâu và chấp nhận là có những câu mình sẽ không làm được. Xin chào mọi người, mình tên là Đinh Trung Quốc Anh. Hiện tại mình đang là sinh viên ngành kỹ thuật không gian của trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và năm 2022 thì mình đã may mắn trở thành thủ khoa đầu vào của trường. Và lại một mùa thi mới sắp tới. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023 sẽ chỉ bắt đầu sau vài tháng nữa thôi. Và hôm nay mình ở đây rất là háo hức khi có thể thông qua chương trình thủ khoa tiếp sức Gen Z do Bác Thanh Niên tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp các bạn thí sinh tự tin hơn trong mùa thi sắp tới. Một trong những đặc sản không thể nào thiếu trong mỗi mùa thi đó là việc đếm ngược. Đặc biệt là khi thi đại học thì từ đầu năm lớp 12 là mình đã mở Facebook lên và đã thấy những cái post đếm ngược tràn lan rồi. 300 ngày, 200 ngày, 100 ngày, rồi tới 50 ngày, 10 ngày. Nói chung là bây giờ nghĩ lại, con số nó nhỏ dần, mình cảm thấy rất là áp lực theo. Và mình luôn luôn nghĩ về câu hỏi là nếu chỉ còn 24 giờ trước khi thi thì mình nên làm gì? Ok, và hôm nay mình sẽ cùng các bạn thảo luận về chủ đề này nha. 24 giờ trước khi thi nên làm gì? Và mình biết là 24 giờ trước khi thi thì chúng mình sẽ cảm thấy rất là hồi hộp, bồn chồn. Một số bạn cảm thấy sợ hãi nữa. Có rất là nhiều lý do mình cảm thấy sợ. Thì là mình sợ là đề thi năm nay khó, mình sợ mình chưa chuẩn bị đầy đủ kiến thức, rồi mình sợ áp lực từ mình nghĩ về, suy nghĩ nhiều về kết quả nè, mình sợ gia đình, mình sợ thầy cô bạn bè thất vọng về mình. Nói chung là có rất là nhiều suy nghĩ nó dồn dập tới vào những cái giờ mà trước khi thi. Và sau đây một số cách mà mình đúc kết là được mà có thể giúp các bạn phần nào trấn an tinh thần của mình. Đầu tiên là các bạn cần phải có một sự chuẩn bị tốt về mặt kiến thức. Và chuẩn bị tốt về mặt kiến thức ở đây có nghĩa là cái quá trình mà các bạn ôn thi, các bạn đã rất là cố gắng và siêng năng ha. Và mình nghĩ là khi mình có một sự chuẩn bị tốt về mặt kiến thức thì bản thân mình đã có cái cảm giác đó sẵn trong người ha. Và có một số dấu hiệu để cho rằng bạn đã có một sự chuẩn bị rất là tốt. Đầu tiên là bạn đã xác định được là mình đạt mức điểm nào và mình có mục tiêu cho từng bài thi của mình đàng hoàng rõ ràng ha. Và tiếp theo là bạn nắm rõ cấu trúc đề, đề gồm bao nhiêu câu lý thuyết, bao nhiêu câu vận dụng cao, vận dụng thấp. Bạn có một cái kế hoạch phân bổ thời gian rất là hợp lý. Và điều này thì đạt được hiệu quả nhất là khi mà các bạn luyện đề nhiều ha. Và tiếp theo là việc mà các bạn nắm rõ quy trình thi, thủ tục thi, các giấy tờ liên quan. Và các bạn nắm rõ được là mình sẽ thi những môn nào trước, môn nào sau, vào giờ nào, ngày nào, phòng nào ha. Thì đó có nghĩa là bạn đã có một sự chuẩn bị rất là tốt. Thứ hai, đó là các bạn phải định hình với suy nghĩ của mình rất là nhiều. Và kiểu như là các bạn phải làm việc trước với bản thân mình á. Các bạn phải xác định được là giới hạn của bản thân mình ở đâu và chấp nhận là có những câu mình sẽ không làm được, tại vì nó đòi hỏi tư duy cao hơn cũng như là khoảng thời gian nhiều hơn. Và các bạn cũng đừng có sợ hãi quá về những cái chuyện xui rủi hay là sợ là mình không gặp may mắn. Thì mình cảm thấy là riêng cái việc mà bạn chuẩn bị tốt thì đã là 50% may mắn rồi, và nên là mình cứ cố gắng suy nghĩ tích cực một xíu thì mình sẽ thu hút lại những điều tích cực. Và mình nghĩ là các bạn cũng không nên nghĩ nhiều ha, tốt nhất là như thế. Và thứ ba là các bạn nên tránh xa mạng xã hội, tránh xa những cái nguồn năng lượng mà tiêu cực. Khi bạn lướt mạng thì kiểu như là gần nhiều thì sẽ có rất là nhiều những cái bài đăng ha, và điều đó có thể làm cho bạn cảm thấy căng thẳng theo. Và thứ tư là các bạn có thể ôm lại kiến thức một cách nhẹ nhàng ha. Và đặc biệt là cái môn mà bạn thi đầu tiên á, thì các bạn có thể ôm lý thuyết, đọc sơ sách giáo khoa một lượt, và hạn chế là làm việc với những cái câu mà nó hại não ha. Và nhớ đặt báo thức điện thoại lẫn dặn người nhà gọi mình dậy nha mọi người. Vì đôi khi là điện thoại báo thức nó không có kêu, mình không có nghe thì rất là nguy hiểm.
Và đặc biệt là những bạn nào mà nhà xa địa điểm thi thì mình nghĩ là các bạn cũng nên xem xét việc là thuê trọ, thuê khách sạn gần trường để có thể thuận tiện trong việc đi lại ha. Mọi người nhớ theo dõi báo Thanh Niên và cũng như là chương trình thủ khoa Defect Gen Z nha mọi người. Chúng tôi hiểu thí sinh Gen Z đang gặp khó ở đâu, lăn tăn điều gì. Hãy dõi theo series video thủ khoa Defect Gen Z trên báo Thanh Niên và các thủ khoa sẽ gỡ rối cho các bạn. Trong series video này, 10 thủ khoa của các trường đại học sẽ đồng hành cùng thí sinh. Họ chia sẻ tất cả các thủ thuật, mẹo và bí quyết đã giúp họ chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình do báo Thanh Niên thực hiện với nỗ lực nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của các thế hệ thí sinh. Hãy dõi theo thủ khoa tiếp sức Gen Z để có thêm hành trang trước bước ngoặt của tuổi trẻ. Thank you.